Khi mà thành lập cái khu lưu trú này thì gia đình cũng rất là trăn trở. Bây giờ mình xây xong rồi không biết mình vận hành nó như thế nào. Đăng Facebook, đăng Zalo. Sau đó thì tôi đi ra bệnh viện ung bướu để mà phát cái cạc. Tôi chỉ nghĩ rằng là làm cách nào để cái thông tin của mình được chuyển tải tới cái người cần. Và bằng tất cả những gì hiểu biết mà mình có thể thì mình cố gắng để mà có thể truyền thông tới mọi người. Thì cái người bệnh nhân ở tỉnh lên họ không biết được, không có định hình được là cái khu lưu trú của mình nằm ở chỗ nào. Thì mình mới nghĩ ra một cái điều là in luôn cái số điện thoại của cái anh xe ôm lên trên cái cạc của mình luôn. Mấy cô chú mà nhà đi mua đồ ăn với lại vật dụng thì miễn phí. Còn mà nếu mà chở đi bệnh viện thì chỉ lấy tiền tượng trưng, cho những người gặp người khổ quá thì mình cũng không có lấy đâu. Chú xe ôm nó chở, có lúc nó ăn xuống, có lúc nó ăn tiền người nhà, có lúc nó chở không thôi. Thấy mà thương luôn á. Có chợ này cũng mừng, nó thiệt chứ. Một tháng là 4,5 triệu. Mướn ở ngoài á, mình mướn trọ mình đưa tiền trước đó, mình đâu có về đưa đâu, đưa nửa tháng một tháng đưa trước luôn. Có trọ mình đỡ, mình có sữa uống, có mì tôm ăn sáng, đồ cũng đầy đủ, gạo nấu cũng đầy đủ. Rất là đỡ cho bệnh nhân ở xa. Đi xa thì về chi phí cao lắm, mình đâu có thể có tiền về rồi vài ba bữa mình trở lên được. Một lần đi thì cũng tầm khoảng cả 1,5 triệu. Rồi đâu có tiền đâu mà để về. Thì nhờ có được mấy cái chỗ như vậy thì mình đỡ được cái chi phí tới lui. Chở bà xã lên trị bệnh đó, lên bệnh viện bú 2 đẳng thì cô y tá đi lên ban đêm á. Rồi cô y tá mình không có chỗ, mình chưa biết chỗ nào ở. Rồi cô y tá mới cho cái số điện thoại của xe ôm mà trở lại nhà từ thiện ở đây. Rồi từ đó là ở đây ở tới bây giờ luôn, là cả tháng nay luôn. Phải nói là muốn hơn cái nhà hơn nhà mình luôn rồi. Cái chuyện ở rồi cái cuộc sống rồi nó thoải mái, là rất đầy đủ phương tiện cho mình ở đây. Nghĩa là mình rất cảm ơn những cái người ta đã xây dựng cái nhà thế này. Mình rất mừng. Cuộc sống sẽ là cho đi. Cho nên là mình trong cái điều kiện như thế nào đó mình có thể giúp được người ta thì mình cứ giúp. Mình giúp đỡ được người ta và người ta hạnh phúc, người ta vui thì bản thân mình cũng đâu đó được tìm thấy niềm vui. Cái mỗi một lần bệnh nhân hết bệnh chia sẻ, chia tay đi về, một lời cảm ơn, một cái bắt tay thì nó sẽ là động viên để cho mình đi tiếp. Mình không lo được tất cả thì mình lo được một phần. Nếu đã nói về cái công việc mà từ thiện thì nó sẽ không nghĩ cho riêng mình nữa, mà mình chỉ nghĩ tới việc mà mình nên làm gì và mình làm như thế nào thôi.